Hi mọi người, mình tên là Vi. Mình rất là vui khi trở lại với channel Vietnam Booking. Và ngày hôm nay mình có hai chủ đề muốn chia sẻ với lại mọi người rất là quan trọng. Thứ nhất đó là những thay đổi của lãnh sự quán Hàn Quốc về visa. Và thứ hai đó là những bật mí về visa Hàn Quốc 5 năm nhưng chưa hẳn là visa Hàn Quốc 5 năm. Trước khi đi vào nội dung chính của video thì mình xin thông báo với các bạn một tin cực kỳ là quan trọng là hiện tại lãnh sự quán họ đã ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại hai đầu Hồ Chí Minh và Hà Nội. Và thay vào đó thì chúng ta sẽ nộp hồ sơ tại trung tâm tiếp nhận thị thực gọi tắt là KVAC. Đối với bạn nào mà có hộ khẩu từ Đà Nẵng trở ra ngoài Hà Nội, mình sẽ nộp tại địa chỉ số 302 Cầu Giấy, Hà Nội, tại tầng 16 tòa nhà Discovery Complex. Còn bạn nào có hộ khẩu từ Quảng Nam trở về Hồ Chí Minh thì mình sẽ nộp hồ sơ tại tầng 16 tòa nhà Vietcombank số 5 công trường Mê Linh quận Nhất. Và các bạn hãy nhớ một điều là đừng trở về cái địa điểm cũ tại lãnh sự quán nữa vì sẽ không nộp được hồ sơ và rất là mất thời gian. Tại sao lại có cái sự thay đổi này? Đó là phải chứng kiến những cái cảnh mà những đương đơn đi nộp hồ sơ, những cái hàng rất là dài và có sự chen lấn xô đẩy, thậm chí là có những bạn ở xa phải chầu trực cả 10 ngày mới nộp được hồ sơ do cái lưu lượng đương đơn nộp hồ sơ quá đông. Thì về bên cạnh những cái sự thay đổi về địa điểm tiếp nhận hồ sơ thì về hình thức nộp hồ sơ cũng có một số sự thay đổi, đó là mình phải đặt lịch hẹn online trước để mà nộp hồ sơ tại trung tâm tiếp nhận thị thực. Sẽ có hai trang web chính để cho các bạn đặt lịch hẹn. Bạn nào mà nộp hồ sơ ở ngoài Bắc thì mình sẽ đặt lịch hẹn tại trang visaforkorea.vt.com. Còn bạn nào từ ngoài Quảng Nam trở về Hồ Chí Minh thì mình sẽ đặt lịch hẹn tại website visaforkorea.hc.com. Và sau khi đặt lịch hẹn thì các bạn sẽ in ra và nộp cùng với lại hồ sơ giao visa tại hai trung tâm tiếp nhận thị thực. Về hai cái trang web này thì mình sẽ để ở dưới bên phần mô tả và các bạn có thể click vô và xem dễ dàng về cách hướng dẫn nộp hồ sơ như thế nào nhé. Và tiếp theo mình xin đến với chuyên mục chính của ngày hôm nay, đó là visa Hàn Quốc 5 năm nhưng không hẳn là 5 năm. Vì sao mình lại nói như vậy? Thứ nhất đó là mình sẽ định nghĩa cho các bạn biết hiểu rằng thế nào là visa Hàn Quốc 5 năm. Đối với visa Hàn Quốc 5 năm có nghĩa là hiệu lực của visa trong vòng 5 năm và bạn có thể nhập cảnh Hàn Quốc không giới hạn số lần và mỗi lần lưu trú tối đa là 30 ngày. Mục đích của loại visa này sẽ là được để công tác, thăm thân hoặc là du lịch. Tuy nhiên, khi mà đã sở hữu loại visa này rồi không có nghĩa rằng là trong một năm bạn có thể là đến Hàn Quốc rất là nhiều lần, 7-8 lần hoặc là một lần các bạn lưu trú đến 30 ngày thì cán bộ hải quan họ sẽ nghi ngờ về mục đích nhập cảnh của mình. Và khi họ điều tra nếu như mục đích nhập cảnh của mình không phải như những đặc quyền mà visa 5 năm quy định thì có khả năng bạn sẽ bị hủy cái visa 5 năm mà bạn đang có. Và thứ hai là bạn có thể bị cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc vĩnh viễn. Bên cạnh đó, nếu như họ biết rằng bạn dùng visa này để lao động ở bên xứ sở kim chi thì rất có thể bạn sẽ bị xử lý hình sự theo như quy định ở phía bên Hàn Quốc. Nói về visa Hàn Quốc thì có rất là nhiều chủ đề để mà nói, thì ngày hôm nay mình sẽ xin dừng lại tại đây. Và nếu như bạn nào đang cần hỗ trợ tất cả các vấn đề về visa Hàn Quốc, các bạn có thể để lại tên và số điện thoại ở phía bên dưới thì bộ phận visa của mình sẽ gọi điện thoại trực tiếp và hỗ trợ từng trường hợp cụ thể. Bên cạnh những cái tip về visa Hàn Quốc thì bên mình cũng hỗ trợ các đương đơn đối với visa các nước trên toàn thế giới. Nếu như bạn nào có quan tâm đến visa ngoài Hàn Quốc thì còn có Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, nhập cảnh vào Việt Nam, visa đi các nước Mỹ, Canada, các nước châu Âu, các bạn vẫn có thể để tên và số điện thoại, bên mình vẫn có thể hỗ trợ. Và chuyên mục visa Hàn Quốc 5 năm tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.